Đề đó không? Ta tay kìa. À, dạ ông chào chú Phương. Trời nhớ luôn. Giỏi lắm. Nhưng mà con biết nhìn mặt chú là biết. À. Biết nhìn mặt chú là biết, là nhớ. Tại do chú đẹp đúng không? Đẹp không? Thiên kìa. Dạ không. Ủa, mà đặng thật. Không phải do chú đẹp á, không biết ta giận. Ủa chứ lại con nhớ, là con nhớ chú Phương. Đang nhớ mà. Tại vì cũng gặp thôi á. Ừ. Đây là nhớ mặt kìa. Nhưng mà ý tôi chú Phương có đẹp không? Dạ không. Ừ. Đúng. Sơ thôi kìa. Sơ thôi. Đây là chú Phương. Chú Phương. Hỏi chú Phương với ba đẹp không? Chú Phương với lại ba Bia đẹp không? Ba đẹp trai. Ừ. Chú Phương đẹp gái đúng không con? Má ơi, để giống chú chỉ bình thường á. Nó là đứa đúng. Không biết chị là... không vẫn trả lời bên này ghê lắm biết thế Phương nhói trong tim hỏi hai lần vẫn không nhói không biết hai trả lời thật không Phương Phương suy nghĩ không ạ bởi vì biết cũng trả lời thật nên là em có buồn đó chị chứ như người lớn trả lời em đâu quan tâm người lớn còn dấu gian không tại sao Phương có vậy nói thật lòng nên nói không phải lòng ý là em sao cũng được bởi vì là anh sẽ không, không quan tâm anh không hỏi em nữa về em nói là con nói là anh sẽ không bao giờ hỏi em nữa dám hỏi bởi vì anh biết là em sẽ trôi anh trôn anh không sự thật thì mất lòng rồi chị mà nhắn thì kiểu Hà mới đây mình vừa có thằng có con vui nè năm ngoái mấy năm ở bộ mình đây vừa đã có tao lùng rồi đó ở đây thì mình muốn cho mình dài dạng những nữa thích chứ hả? Ừ. Hãy nhảy hả? Hãy nhảy mà vì còn nhảy đu nhà kia chưa đi ngủ kìa ủa? Đúng vậy cả nhà cả ngày 8
Được, ok. Cái gì tới em gọi lại nha. Tới em gọi lại nha. Nóng ghê ta. Nóng thiệt luôn con. Alo. Có 27 độ thôi chị ạ. Cho 25 đi em. Chị ạ, bữa lần mà em thấy nóng mà 27 độ mà em đợt này là mình sợ mấy đứa la em nói. Cái đó kêu lạnh. Cục nâng cà phê hồi lắm xin mẹ sao. Đau quá em. Bình thường chứ. Em nặng ngày tối em về em xài kem dưỡng có được không? Kem trị mụn thì được. Nếu kem dưỡng thì nó không có tốt. Vì da em da mụn không nên dưỡng. Da mụn mình nên điều trị mụn sẽ ok hơn. Không biết.
thở ghê.